Thưa quý vị và các bạn, trong khi ở bên ngoài cùng với các lực lượng khác, những người lính biên phòng ngày đêm bám chốt, bám địa bàn để thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, thì ở phía bên trong tại các khu cách ly tập trung, những người lính quân hàm xanh, bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng lại âm thầm ngày đêm để đảm bảo công tác hậu cần, phục vụ công dân về cách ly. Mặc dù công tác phục vụ ở đây rất vất vả, nhưng ai nấy đều cảm thấy tự hào khi góp phần nhỏ bé, chung tay cùng nhân dân thành phố Đà Nẵng để sớm vượt qua đại dịch COVID-19. Cứ ngày 3 lần, sáng, trưa, chiều, những cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng trong bộ đồ bảo hộ màu xanh làm nhiệm vụ ở khu cách ly, đến từng phòng đưa thức ăn, đồ uống, đo thân nhiệt, phun thuốc khử trùng, thu gom rác và kiểm tra sức khỏe cho các công dân đang cách ly tập trung tại đây. Công việc của họ diễn ra thầm lặng mỗi ngày. Đối với bộ đội biên phòng, ta đảm bảo trật tự an ninh trong khu cách ly. Thứ hai là phục vụ đến từng nơi, từng người một, từng phòng một, các nhu yếu phẩm, cơm nước, cho đến các vật dụng mà bà con người ta cần, đảm bảo các trang bị vật chất của những nhu yếu phẩm cho bà con. Để những người bị cách ly yên tâm, không phải lo lắng, hàng ngày cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng thành phố làm nhiệm vụ phục vụ khu cách ly phải tiếp xúc trực tiếp với người có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 và làm việc vất vả 24 trên 24. Với tinh thần là xung phong, tất cả trong tổ này với tinh thần là xung phong hết. Thì đã xung phong rồi thì tinh thần là đã xác định làm tốt nhiệm vụ và cũng không ngại khó, ngại khổ. Khi nhận nhiệm vụ, mỗi chiến sĩ luôn quyết tâm khắc phục khó khăn, đoàn kết một lòng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời luôn xác định đây không chỉ là nhiệm vụ vinh quang mà còn là trách nhiệm trước Tổ quốc và nhân dân. Mặc dù công tác phục vụ ở đây rất vất vả, nhưng ai nấy đều cảm thấy tự hào khi góp phần nhỏ bé, chung tay cùng nhân dân thành phố Đà Nẵng để sớm vượt qua đại dịch COVID-19.